Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online chuyện lạ mới nhất Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi Chân thành cảm ơn các bạn Sợ người clip sinh vật bí ẩn giống ráng trường ra từ toilet Một cặp đôi người Malaysia đã có một fan hoảng hồn khi phát hiện thấy một sinh vật kỳ lạ với hình dạng giống như một con rán đang trường từ từ ra khỏi toilet nhà mình. Sự việc xảy ra khi Jun Hanif Anif, 25 tuổi, một giết bản gia đang ở cùng vợ của mình là Puteri tại thành phố Alor Setar, Malaysia, thì phát hiện thấy một thứ gì đó đang trường ra từ nhà vệ sinh. Ban đầu cặp đôi này tưởng rằng đó là một con rắn. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy kỹ nhận ra rằng sinh vật này không phải rắn nhưng rất kỳ lạ và không có không rõ đó là gì. Anip đã lấy điện thoại của mình để ghi lại hình ảnh của sinh vật kỳ lạ sinh vật kỳ lạ với hình dạng giống rắn chui ra khỏi cửa toilet. Từ đoạn video của Anip cho thấy sinh vật này màu đen, có đầu nhỏ nhưng phần thân khá lớn, không giống với hình dạng bình thường của một con rắn. Đoạn clip cho thấy sinh vật này ban đầu thò ra khỏi nhà vệ sinh, tìm hiểu thám thính xung quanh trước khi quyết định trường ra bên ngoài. Anip và vợ cho rằng sinh vật kỳ lạ này sống trong đường ống nước trong một thời gian dài và bao giờ chui ra khỏi đường ống của nhà vệ sinh để tìm hiểu thức ăn. Thật đáng sợ, nó chui ra từ nhà vệ sinh, Anif cho biết. Tôi nghĩ rằng sinh vật kỳ lạ này đã sống bên trong đường ống thoát nước. Nó dài khoảng 2 mét và rất mập, thân dài. Tôi không rõ nó là cũng rán hay một sinh vật nào đó sống trong lầm lầy. Đầu của nó rất nhỏ, trong khi đuôi thì ngắn nên khi nhìn kỹ có thể thấy đây không phải là rắn. Anip cho biết thêm, nhà tôi được bao quanh bởi các ruộng lúa nên có thể rất nhiều sinh vật lạ xuất hiện từ đó. Sau khi nhận thấy sinh vật này di chuyển khá chậm và không có vẻ gì nguy hiểm với con người, Anip và vợ đã bắt nó bỏ vào bao tải trước khi thả ra một con sông gần nhà. Đoạn clip ghi lại hình ảnh của sinh vật lạ gây sốc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng sinh vật kỳ lạ trong đoạn clip là một con đĩa hoặc một con lương. Tuy nhiên, nếu xét về kích cỡ thì lại không phù hợp. Cảm ơn các bạn đã xem kênh video Chuyện lạ mới nhất. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Trân trọng cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những video sau.